có là lần đầu tiên là em chữa ở Hà Nội, xong rồi em chữa ở Trung ương nữa. Nhưng mà em điều trị không đỡ tí nào á? Dạ nó kiểu là đến người ta cho thuốc uống xong rồi cả bó mụn nữa, nhưng mà em thấy vẫn không đỡ. À, không đỡ tí nào, anh xem nào, trên này này. Anh nghĩ rằng mụn của em nó phải bị đi bị lại nhiều lần rồi ấy, đúng không? Dạ, vâng. Có những lần em bị xong rồi lại đỡ xong rồi lại bị ấy. Đúng rồi, đúng rồi. Bởi vì là anh thấy là của em trên da nó có rất nhiều vết sẹo với các lứa tuổi khác nhau. Dạ vâng. Đó là có cái mới có cái cũ, vết thâm cũng vậy. Dạ. Hiện tại bây giờ thì da em đang là da dầu nhờn ấy. Dạ. Lỗ chân lông giãn, khá là nhiều mụn ẩn với mụn viêm em ạ. Viền hàm em cũng có này, đấy, mà nó tạo sẹo cơ, tạo sẹo viền hàm này. Nhiều trường hợp là chỗ này nó hay kiểu tạo thành cái sẹo lồi ấy em. Vâng. Ừ. Cái này của em thì phải điều trị em ạ, cho đúng. Một là bây giờ mình sẽ làm cái hút tắc nghẽn để nó đỡ lên mụn ẩn nhé. Hai là xử lý cái nhân mụn bằng công nghệ laser. Mục tiêu của em điều trị ở đây với anh thì một tháng nó phải khỏi 90%. Mọi giá nhé, phải tầm như thế, một tháng phải khỏi 90%. Để làm được như thế thì em phải phối hợp với anh. Một là em phải hạn chế ăn đồ cái nóng và dầu mỡ. Hai là không được sờ tay lên mặt, không kệ nặng. Cái đấy có khó không? Không. Thật chứ? Được. Ok, được. Thứ nữa là em phải hạn chế thức khuya nhá. Được rồi. Được chưa? Đấy. Thức khuya là sao? Không, kiểu là không em không ngủ được ấy. Em muốn ngủ sớm nhưng mà kiểu không ngủ sớm được ấy. À, thế em điều chỉnh lại dần nhé. Dạ vâng. Đấy, và anh sẽ điều chỉnh cho em. Hôm nay mình sẽ làm hút tắc nghẽn xử lý nhân mụn nhé. Cố gắng một tháng khỏi 90% nha em nhé. Được. Hiểu cho em mấy kem đấy mà em dùng. Chị hàng xóm, chị bảo là mua bên Hàn Quốc về thì mấy hộp thì da nó đẹp thật, nhưng mà cách đây cũng 5-6 năm rồi. Còn tương lai đây thì là dùng chị... kem toàn của kem Amway ấy à? Ok. Tức là trong quá khứ thì em đã dùng một kem có tên là Oxen đúng không? Trong một thời gian. Và em dùng có thấy nó đẹp lên không? Có. Thế sau đấy thì sao? Thì không dùng nữa thì nó da nó càng đi xuống. Không. Trong quá trình mà em dùng nó thì có lúc nào nó xấu hay là lúc nào nó cũng đẹp? Lúc nào nó cũng đẹp. Nói chung là cứ dùng là cứ đẹp. À, cứ dùng là cứ đẹp. Ok. Cái kem Oxen thì bọn anh gọi là kem trộn như em nhé. Đấy, khổ thế. Vì thế nó làm cái da của em nó bị đỏ, da nó giãn mạch. Em có thấy cái vùng nám của em nó phát triển xuống đây không? Có. Bò xuống tận đây này. Bình thường một cái nám mà khi em bị nó sẽ không bao giờ có hiện tượng nó bò xuống tận đây đâu, mà nó chủ yếu nó nằm ở trên vùng gò má thôi. Và ranh giới nó rất là rõ với vùng da lành. Nhưng cái này em nhìn này, do vùng da lành nó chẳng rõ. Đấy, thứ nữa là dưới da này có rất nhiều là cái mụn ẩn. Cái mụn ẩn dưới da em này. Và em cạy nó để lại vết thâm nha, khá là nhiều. Thì khi mà sử dụng các sản phẩm mang tính chất như kem trộn ấy, thì thường da của mình sẽ đẹp trong cái thời gian là mình dùng kem. Đấy, bởi vì nó có chứa một số cái thành phần ức chế cái da rất là mạnh, như là corticoid này, rồi chất tẩy này, rồi những cái sản phẩm mà để làm cho lột da ấy. Nên da mỏng này, mịn này, sáng và đẹp. Tuy nhiên nó lại làm da em nó yếu về miễn dịch. Và sau đấy khi mà một thời gian sau cái da em bắt đầu nó sẽ có phản ứng mạnh lại bằng cách là nó tăng nám này, thứ hai là nó tăng lên mụn này. Đấy, và da em nó nhạy cảm. Tức là ví dụ như ngày xưa ấy, mình đi ngoài trời mà trời mưa nó rơi vào mặt thì không sao, nhưng mà khi dùng cái này xong bây giờ đi nó như kiểu mũi kim xuyên vào mặt ấy. Đúng không? Đấy, thứ nữa là gì, khi điều kiện thời tiết môi trường thay đổi cái là da em nó phản ứng rất là ghê, nó ngứa, nó khó chịu. Hoặc dùng em cái dùng các sản phẩm khác của em nó rất khó. Không biết em đã gặp chưa, nhưng một số người nói với anh là đứng trước cửa nhà ấy thì một cơn gió nó thoảng qua thì cái da nó nổ lách tách lách tách lách tách. À, của em thì chưa đến mức đấy đúng không? Ok, đấy, cái này của em bây giờ mình phải điều trị thôi. Thứ nhất là mình phải xử lý cái mụn này cấp tính đã và phục hồi cái da em dần dần đấy ạ. Thì có thể trả em cái da về cái độ dày như cũ, cộng với nữa là sau đấy mình phải điều trị cái nám nhé em nhé. Hai thứ khá là nhiều, mụn trứng cá vùng cực chủ yếu trong khoang miệng rất rõ luôn. Tại vì sao lại thế, đối biết tại sao mà cái khẩu trang lại có thể gây ra mụn nặng? Tại vì hàn nước bọt, hàn nước bọt của mình rất là bẩn. Một nụ hôn có thể trao nhau hơn 1 triệu vi khuẩn. Cậu hiểu chưa? Thế thì khi mà em đeo khẩu trang của em vô trùng. Tới ban đầu khi em bóc và bỏ là nó là một khẩu trang rất là sạch. Nhưng mà khi mà em thở, cái hơi thở của em ấy, trong đây nó có chứa những hàn nước bọt. Và trong hàn nước bọt nó chứa hàng triệu vi khuẩn. Một phút em thở khoảng 10 mấy đến 20 mấy nhịp. Dẫn đến là cái khẩu trang của em nó sẽ hữu trùng chỉ sau khoảng tầm độ 2 cho đến 5 phút thôi. Và sau đó thì nó sẽ gây viêm xung quanh cái vùng miệng của em này. Nên là lý do đó nên anh mới nói với em là em phải bỏ khẩu trang đấy. Hơi ngửa để anh xem này. Vùng cực là chính, hai bên thì là ít. Đấy, toàn là vùng khẩu trang của em này. Má cũng có một chút nhưng không nhiều. Bỏ khẩu trang nhé em nhé. Dùng một cái mũ bảo hiểm mà có phần phủ che lên cả vùng miệng em. Và cái này thì mình phải điều trị. Một là hôm nay mình sẽ làm cái hút tắc nghẽn này đỡ lên mụn ẩn. Thứ hai là xử lý cái nhân mụn bằng laser. Mục tiêu của mình là của em phải khỏi sau khoảng khỏi được khoảng 90% sau khoảng độ 3-4 tuần. Để làm được như thế thì về nhà em phải hạn chế ăn đồ cái nóng và dầu mỡ, không sờ tay lên mặt, không kệ nặng.
Cái đấy có khó không? Được. Được không? Được. Anh thấy hơi khó đấy. Nữa là em phải hạn chế thức khuya nhá. Được chưa? Ok, mục tiêu là cố gắng một tháng khỏi 90% nhá.